Dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam sáng ngày 24 tháng 12 Hà Tĩnh thêm nhiều ca mắc Covid-19, test nhanh hơn 2.000 người Dịch bùng phát trong các khu công nghiệp ở Thanh Hóa, 144 công nhân mắc Covid-19 Thành phố Trung Quốc đảo lộn trong cuộc phong tỏa lớn nhất sau Vũ Hán Biến thể Omicron lây lan nhanh, về WHO kêu gọi hành động đó là những thông tin nóng hổi nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam sáng ngày 24 tháng 12 Bộ Y tế cho biết đến nay đã có hơn 1,18 triệu ca COVID-19 tại Việt Nam khỏi bệnh. Trong số các ca đang điều trị, có hơn 1.000 trường hợp nặng phải thở máy và ECMO. Thành phố Hồ Chí Minh còn 24.420 người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm vaccine COVID-19. Liều thứ ba vaccine AstraZeneca tăng cường chống lại biến thể Omicron. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.604.712 ca mắc COVID-19, đứng thứ 32 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 16.270 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.599.150 ca, trong đó có 1.181.611 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có một tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, đó là Bắc Cạn. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 497.949 ca, Bình Dương 289.731 ca. Đồng Nai 95.993 ca, Tây Ninh 67.772 ca, Long An 39.891 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.184.428 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.493 ca. Số bệnh nhân qua đời trung bình ghi nhận trong 7 ngày qua là 239 ca. Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam là 142.342.501 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 76.524.842 liều, tiêm mũi 2 là 64.109.397 liều, tiêm mũi 3 là 1.708.262 liều. Trên thế giới, trong 24 giờ qua, ghi nhận thêm 895 ca mắc COVID-19 mới và trên 6.000 ca qua đời tổng số ca mắc từ đầu đợt dịch tới nay đã vượt 278 triệu ca, trong đó trên 5,39 triệu ca qua đời. Nghiên cứu Đại học Oxford cho thấy, sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca là mũi tiêm thứ ba tăng cường để chống lại biến thể Omicron. Vaccine AstraZeneca giúp tăng đáng kể nồng độ kháng thể chống lại biến thể SARS-CoV-2 Omicron sau khi tiêm mũi thứ ba. Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford và được truyền tải trực tuyến dưới dạng bản thảo trên kho dữ liệu mở y sinh Bioric. Kết quả cho thấy hiệu giá trung hòa biến thể Omicron sau khi tiêm mũi vaccine thứ ba này cao hơn so với những người từng mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh, mắc các biến thể Alpha, Beta, Delta và chủng gốc vaccine COVID-19 AstraZeneca đã được cấp phép có điều kiện hoặc sử dụng khẩn cấp ở hơn 90 quốc gia và nằm trong danh sách sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, giúp đẩy nhanh tiếp cận cho 142 quốc gia thông qua cơ chế COVAX. Tại thành phố Hồ Chí Minh, còn 24.420 người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 15 ngày đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng, thành phố đã ghi nhận 584.403 người thuộc nhóm nguy cơ, trong đó phát hiện 24.420 người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Khi phát hiện những người thuộc nhóm nguy cơ có kết quả dương tính, ngành y tế đã kịp thời điều trị ngay với thuốc kháng virus Monoparavir và chăm sóc cách ly tại nhà 901 người, cách ly tập trung 255 người. Các trung tâm y tế đang khẩn trương thuyết phục và triển khai tiêm vaccine cho những người thuộc nhóm nguy cơ, trường hợp thuộc nhóm nguy cơ gặp khó khăn trong đi lại. Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện sẽ triển khai các đội tiêm tại nhà. Cà Mau tiếp tục ghi nhận ca mắc COVID-19 cao nhất miền Tây. Cà Mau ghi nhận 1.167 ca mắc COVID-19, có 685 người điều trị khỏi và 8 người qua đời. Thành phố Cần Thơ có 792 ca mắc COVID-19, qua đời 12 ca. Đồng Tháp ghi nhận 787 ca COVID-19, trong đó có 258 ca trong cộng đồng. Bạc Liêu có 689 ca COVID-19, trong đó có 423 ca cộng đồng. Bến Tre ghi nhận 589 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Vĩnh Long ghi nhận 534 ca mắc COVID-19. Kiên Giang phát hiện 353 F0, trong đó có 132 ca cộng đồng. An Giang ghi nhận 299 ca, trong đó có 209 ca cộng đồng. Tiền Giang có 282 ca mắc COVID-19, trong đó có 31 ca cộng đồng. Sóc Trang ghi nhận 281 ca COVID-19 mới, nâng tổng số F0 toàn tỉnh lên 28.913 ca. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Hà Tĩnh thêm nhiều ca mắc COVID-19, test nhanh hơn 2.000 người. Sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, ngành y tế Hà Tĩnh đã test nhanh 2.104 người để sàng lọc nguy cơ khoanh vùng kiểm soát dịch. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh dịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận thêm 21 ca mắc COVID-19, trong đó có 9 ca mắc trong cộng đồng. Các ca mắc mới được phát hiện trên các địa bàn gồm: thị xã Kỳ Anh 3 ca, huyện Cẩm Xuyên 3 ca, thành phố Hà Tĩnh 1 ca, huyện Lộc Hà 2 ca, huyện Đức Thọ 1 ca, huyện Vũ Quang 2 ca, huyện Hương Sơn 1 ca, huyện Hương Khê 2 ca, huyện Nghi Xuân 5 ca, một trường hợp mắc tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Sau khi ghi nhận các ca mắc, ngành y tế đã xét nghiệm 821 mẫu bằng kỹ thuật PCR, trong đó có 21 mẫu cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, test nhanh 2.104 người để sàng lọc nguy cơ dịch trong cộng đồng. Dịch bùng phát trong các khu công nghiệp ở Thanh Hóa, 144 công nhân mắc COVID-19. Tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, trong 24 giờ qua, địa phương này có 302 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, trong đó có 162 ca trong cộng đồng. Trong số 162 ca cộng đồng, có tới 144 ca là công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp. Cụ thể, tại khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa ghi nhận 112 ca, khu kinh tế Nghi Sơn 21 ca. Đáng lo ngại tại nhà máy giày Rosport 1, khu công nghiệp Hoàng Long, nơi có hơn 8.000 công nhân đang làm việc, dịch bệnh đang bùng phát rất mạnh. Tới thời điểm này, tại nhà máy này đã có 125 ca mắc COVID-19, riêng 24 giờ qua đã có 112 ca mắc mới. Để khống chế ổ dịch tại nhà máy giày Rosport 1, trước mắt Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thanh Hóa đã cho tạm dừng hoạt động sản xuất tại các xưởng DE, khẩn trương truy vết các F1 tại xưởng A, F có 7 ca F0 để cách ly. Các xưởng còn lại vẫn hoạt động sản xuất và phải tuân thủ nghiêm túc các quy trình về phòng chống dịch theo quy định. Công nhân vào nhà máy làm việc phải được phân luồng theo hướng đi riêng. Nhà máy tổ chức ăn tại chỗ, bố trí khu vệ sinh riêng, thực hiện nghiêm quy định 5K và thực hiện test định kỳ tuần 2 lần để kiểm soát dịch. Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa giao cho Trung tâm Y tế thành phố cử cán bộ tập huấn cho công nhân nhà máy giày Rosport 1, nhà máy giày Rosport 2, nhà máy giày Arirun Việt Nam trong việc lấy mẫu test nhanh. Việc này hoàn thành trước ngày 26 tháng 12, đảm bảo an toàn sản xuất và sức khỏe cho người lao động. Thành phố Thanh Hóa cũng tạm dừng hoạt động đối với khu chợ công nghiệp Hoàng Long từ ngày 23 tháng 12. Mời quý vị cùng cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Thành phố Trung Quốc đảo lộn trong cuộc phong tỏa lớn nhất sau Vũ Hán. Cuộc sống của 13 triệu dân ở thành phố Tây An dường như bị đảo lộn trong đợt phong tỏa lớn nhất của Trung Quốc kể từ sau Vũ Hán vào hồi đầu năm 2020. Theo thông cáo của chính quyền thành phố Tây An, từ 0 giờ ngày 23 tháng 12, tất cả các hộ gia đình chỉ được phép cử một thành viên trong nhà ra ngoài hai ngày một lần để mua nhu yếu phẩm, trong khi tất cả những người khác phải ở trong nhà trừ trường hợp khẩn cấp. Thông báo yêu cầu người dân Tây An không rời khỏi thành phố trừ khi cần thiết, đồng thời cho biết những người muốn rời đi sẽ phải trình bằng chứng về hoàn cảnh đặc biệt và nộp đơn xin cấp phép. Tây An là một điểm đến nổi tiếng của khách du lịch quốc tế trước đại dịch, đã nhanh chóng bị phong tỏa sau khi phát hiện hơn 200 ca mắc Covid-19 trong tháng này. Đây được cho là đợt phong tỏa lớn nhất của Trung Quốc kể từ sau đợt phong tỏa tại thành phố Vũ Hán, nơi có 11 triệu dân. Vũ Hán từng trải qua đợt phong tỏa chưa từng có kéo dài 76 ngày vào hồi đầu năm 2020. Cuộc sống hoàn toàn đảo lộn tại Tây An khi 13 triệu dân được yêu cầu ở trong nhà. Đường phố vắng tanh, người dân xếp hàng dài chờ xét nghiệm Covid, trong khi các nhà chức trách phong tỏa các khu chung cư. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Biến thể Omicron lây lan nhanh, WHO kêu gọi hành động. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo việc các nước giàu vội vã triển khai tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường đang làm gia tăng thêm tình trạng bất bình đẳng và sẽ kéo dài đại dịch. Tổng giám đốc WHO Tedros khẳng định, ưu tiên hiện nay là phải cung cấp vaccine cho những người dễ bị tổn thương trên khắp thế giới, thay vì tiêm mũi tăng cường cho những người đã tiêm đủ. Không quốc gia nào có thể tự mình thoát ra khỏi đại dịch, ông Tedros nói với báo chí. WHO kêu gọi các quốc gia và các cá nhân tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp phòng ngừa trong dịp Giáng sinh. Mũi tăng cường không phải tấm vé để tham gia các hoạt động hội họp, ông Tedros nói. Phát biểu trên được đưa ra khi biến chủng Omicron đang lan nhanh khắp thế giới, có nguy cơ dập tắt hy vọng đại dịch sẽ kết thúc. WHO cho biết Omicron đã được phát hiện ở 106 quốc gia. Bản tin của chúng tôi sẽ tiếp tục với những tin tức nóng hổi khác về tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới. Quý vị đừng vội chuyển kênh, Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay.